tổng hợp quá trình từ giai đoạn thi công thô tới hoàn thiện và bàn giao biệt thự tại tỉnh Bình Dương. Bộ thi công móng. Hai đổ bê tông móng. Ba lắp dựng cốp và sàn tầng 1. Bốn đổ bê tông sàn tầng 1. Năm lắp dựng cốp và sàn tầng 2. Sáu đổ bê tông sàn tầng 2. 7 lắp dựng cốp và mái. 8 đổ bê tông sàn mái. 9 gia công nội thất gỗ. 10 lắp đặt nội thất gỗ. 11 thi công ốp đá và tường rào. 12 thi công mở rộng sân vườn.